Cô nghỉ đi. Đừng đi. Tôi có người phụ nữ khác rồi. Anh ta qua lại với cô ta 10 năm và có con nữa. Moon Sang-hyuk là người như thế đấy. Thật không? Chúng ta sắp có con thật à? Thật mà. Anh được làm bố rồi. Thần kỳ quá. Anh vui thế cơ à? Tất nhiên, anh sắp có con, sao lại không vui chứ? Con ơi, bố đây, có nghe thấy không? Anh làm gì thế? Anh này thật là... Cô muốn phẫu thuật bỏ thai. Bệnh viện chúng tôi không làm phẫu thuật đó được. Có sao không? Con vừa đạp đấy. Chắc thích đá bóng lắm đây. Con về rồi. Ừ. Con đang có thai mà về muộn thế, có quá sức không? Về sớm chút chứ. Lại đây ngồi đi. Vâng. Bố con có vẻ suy nghĩ nhiều về hôn sự của con lắm. Thật lòng mà nói, bố không ưa cậu ta. Nhà cậu ta không môn đăng hậu đối với nhà mình. Nhưng con có thai rồi thì biết làm sao. Đành phải đồng ý thôi. Bố, con có chuyện muốn nói. Bố biết rồi, mau cưới đi. Rồi sinh một cậu con trai đáng yêu cho bố bế. Bố sẽ cho cổ phần công ty. Anh vui thế cơ à? Hả? Chẳng nhẽ không vui? Anh sắp có cháu mà. Lần đầu tiên em thấy anh tình cảm với Chê Kiêng như thế đấy. Từ hồi nhỏ, anh đã không hài lòng với Chê Kiêng rồi. À, lâu rồi con bé mới ngoan thế còn gì. Em nghĩ anh không hài lòng với Chê Kiêng mà không có lý do chắc. Tại con bé quá tham vọng, không thành thật nên anh mới không trọng dụng chứ. Cháu ngoại hay cháu nội thì cũng phải đông con nhiều cháu. Em không vui à? Sao em lại không vui chứ? Tại em thấy thái độ của anh với Chê Kiêng quay 180 độ nên mới nói thế. Anh vui mà vì sắp có cháu. Xem ra đây đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh chỉ muốn cho nó tất cả. Em cũng để ý xem Chê Kiêng muốn ăn gì thì lo cho con bé. Vâng. Cuối cùng thì bông sơn hoa cũng gây chuyện rồi. Bực mình quá đi. Anh Sang-hyuk. Rồi sinh một cậu con trai đáng yêu cho bố bế. Bố sẽ cho cổ phần công ty.
Hạng bánh mì gối thì biết gì mà can dự vào. Mày dọa ai đấy? Anh ơi, ở đây. À, tiền hoa. Bảo trả tiền hoa cho cô gái này mà lại đi mất rồi. Sơn Hoa, giờ này đến có việc gì thế? Cháu khóc đấy à? Mặt sao thế này? Bác ơi. Ừ, có chuyện gì cứ nói đi, không sao đâu. Cháu xin lỗi. Tại cứ thế bác, cháu lại nhớ đến mẹ cháu. Ừ, cháu là bạn thân của Sơ Trân nhà bác, nên cũng không khác gì con gái bác. Có chuyện gì à? Tim cháu sắp vỡ tan ra mất. Cháu đau lòng quá. Bố sẽ biết nói. Sẽ bỏ cháu và sẽ biết. Hả? Sao cơ? Anh ấy nói sắp cưới người khác. Mà cháu không biết phải làm sao. Bác ơi, sao lại có kẻ điên rồ như cậu ta chứ? Tội nghiệp xê biết nhà cháu quá. Cháu phải làm sao đây bác? Bà cháu mà biết chắc sẽ ngất mất. Cháu còn chưa dám nói với bà. Hôm nay cháu đi giải quyết dứt điểm. Đừng nghĩ đến xê biết và bà. Tim cháu như vỡ tan, bác à. Cháu đi đây. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Cô nghĩ tôi đến đây làm gì? Chắc bà cô chưa biết gì cả. Mẹ nói chuyện với con đã. Ôi trời ơi, cái con bé này sao thế này? Này, định đi đến đâu nữa? Nghe nói cô đến tìm Chê Kiên rồi làm ầm lên à? Cứ phải níu chân sang hiếc như thế mới thấy hả dạ ư? Vì chuyện đó mà mẹ đến gặp bà con ư? Nói mãi cô không chịu hiểu con gì. Mẹ, chuyện gì cần thu xếp thì mau chóng thu xếp để con ổn định chứ. Mẹ, mẹ không nghĩ cho Sê biết cháu mẹ ư? Mẹ không nghĩ cho tương lai của Sê biết phải lớn lên mà không có bố hay sao? Đó là số mệnh của nó. Nói thẳng ra, cũng đầy bố mẹ sống với nhau 10 năm, 20 năm mà vẫn ly hôn. Đằng này hai đứa còn chưa bắt đầu cơ mà. Gương đã vỡ rồi, cố gắng cũng chẳng lành lại. Thà chia tay từ đầu còn tốt hơn 100 lần. Thằng bé là cháu mẹ mà, là máu mủ của mẹ mà, sao mẹ có thể lạnh lùng như thế? Cô có vẻ muốn mang Sê biết ra cho oai. Chị Kiêng cũng có thai con của Sang Hiếc rồi. Sao? Có thai rồi ạ? Đúng thế. Vì thế nên rút lui gọn ghẽ đi. Nói với bà của cô nữa. Bố, con có chuyện muốn nói với bố. Cái thằng, chuyện gì mà nghiêm túc thế? Không định nói mấy chuyện kỳ quặc đấy chứ? Bố, con đã suy nghĩ rất kỹ về tương lai của con rồi. Con sẽ ứng tuyển công khai vào bánh ngọt Đê Cúc một cách đường đường chính chính, không dựa vào bố. Sao cơ? Đúng là đường dễ sao không đi, lại định đi đường khó thế? Phải thế thì sau này con có thành sếp, nhân viên mới không coi thường con chứ. Con muốn sống một cách đường đường chính chính bằng năng lực của chính mình. Con nghĩ con có đủ năng lực đó. Được, nghĩ được thế là tốt. Vâng, thế nên để thi đỗ kỳ thi tuyển dụng công khai thì trải nghiệm thực tế cũng rất quan trọng. Con muốn đến tiệm bánh nổi tiếng nhất ở phường An Am để học việc từ đầu và đúc kết kinh nghiệm. Mong bố cho phép. Cái thằng này biết ngay mà. Này,
Lại định chạy loanh quanh tìm chỗ lẩn đây mà. Cái gì? Tuyển dụng công khai ư? Định lừa ai hả? Bố tin con đi. Con lẩn làm gì cơ chứ? Con có phải lươn đâu. Mình à, không nhất thiết phải cáu như thế. Nghĩ sâu xa thì có thể Chê Minh cũng đúng. Chê Minh còn trẻ mà, thay vì vào công ty ngay thì đúc kết kinh nghiệm thực tế cũng là ý tưởng hay. Con phải biết gì về bánh ngọt, bánh mì thì mới điều hành công ty lớn đó được chứ. Bố, con không còn bé nữa, cũng không còn nông nổi như bố nghĩ đâu. Con sẽ vẽ bức tranh lớn về tương lai sau này của con.